Ok và hello cho các bạn, mình là Cà đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với tựa game là Farming Simulator bạn ơi. Chúng ta hãy cùng quay trở lại thành một người nông dân ha. Thì cái tựa game này vừa cập nhật một cái store mới với những cái thứ mới ha. Và cái thứ mới là những cái phương tiện di chuyển trong game ha. Thì đương nhiên rồi, nông dân thì chúng ta sẽ dùng những cái máy cày này các bạn. Rồi thì mình đang trong game ha. Về cái phần code đó thì mình cũng chưa có tìm ra những cái code mới ha. Cho nên nếu bạn nào mà biết những cái code mới trong tựa game này thì các bạn hãy comment bên dưới. Ok, để mình coi ở đây coi. Wow, ở cái phiên bản trước á, thì tựa game này chỉ mới có lúc mà phiên bản mới ra mắt các bạn, mới cập nhật có 100 nhiệm vụ thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái tựa game mình cập nhật tới 610 nhiệm vụ rồi, chắc chắn sẽ nhiều hơn ha. Với lại trong video trước bạn thấy mình mua được cái Golden Hoe ha, một cái bồ cào bằng vàng các bạn, một cái cuốc, một cái sẻng gì ha bằng vàng ha. Cái này nó có sức mạnh là 120 ha, mỗi lần chúng ta cào thì chúng ta sẽ được là 120 lúa mì. Mình có một cái nút bán nhanh ở đây nè, cái nút bán nhanh cũng là game bán nha các bạn, 400 robot ha. Thì cái quên đi coi nhiệm vụ nè. Ok, thì cái nơi mới nó nằm bên đây nè các bạn ơi. Nó nằm gần chỗ cái storage, là cái chỗ mình mua những cái chỗ chứa ha. Ở trên cái khu vực thứ hai này. Đây, Speedy Spanner các bạn ơi. Và chỗ này có hai đứa luôn, hai đứa cho mình nhiệm vụ luôn. Một cái là Emily Vehicle Wick Buyer các bạn. Tức là những cái nhiệm vụ mà liên quan tới chiếc xe ha. Là để làm những nhiệm vụ này, chúng ta phải sử dụng những chiếc xe các bạn. Ở đây là Chalk ha. Hello, tôi sẽ trả bạn 5.000 tiền nếu bạn cho tôi 10.000 lúa mì với cái mower, tức là cái máy cày các bạn, cái máy cày màu này nè, màu xanh lá cây nè ha. Rồi, ô có đi bay luôn kìa, ghê thật. Rồi chúng ta có một cái mower các bạn ơi, tốc độ là 2 ha. Collection á là khả năng nó thu nhặt cái lúa mì ha là 80, sức chứa là 4.000. Như vậy á là khi chúng ta mua những chiếc xe này á thì nó cái sức chứa nó không có liên quan, không có dính líu tới cái ba lô mình đang có ha. Tiếp theo chúng ta có một cái small tractor, một cái máy cày nhỏ hơn chút xíu, 500.000 các bạn. Sức chứa của nó là 10.000 ha. Collection 100 là gần bằng cái cuốc, cái sẻng bằng vàng của mình ha. Rồi chúng ta có một cái la tractor 120, đây đây. Thì cái này 120 ha, nó bằng luôn cái Golden Hoe của mình. Sức chứa là 25.000. Và đây cái UFO nè. Thì UFO này là một cái game pass ha. Thì cái sức mạnh của nó 140, tốc độ di chuyển là 5 ha. Di chuyển khá là nhanh các bạn. Di chuyển nhanh nhất trong những cái phương tiện luôn. Hiện tại chỉ có 4 phương tiện thôi. Và sức chứa là không giới hạn ha. Nó khá là giống cái ba lô không giới hạn. Bây giờ nó mới cập nhật các bạn. Ok, bây giờ sao ta, làm tiếp nhiệm vụ à. Thì nhiệm vụ của mình đang có short nhiệm vụ là sở hữu một chiếc xe máy cày ha, chiếc xe máy cày màu xanh lá cây nè, và thu hoạch 10.000 lúa mì từ chiếc xe đó. Bây giờ mình mới có 29.000 tiền thôi, mà cái xe hồi nãy như là 100.000 tiền rồi vậy, đúng không? 100.000 tiền không đủ rồi. Có lẽ mình phải làm một cái gì đó đây các bạn ơi, một cái túi không giới hạn đi, 800 robot ha. Chúng ta một cái túi hình con heo các bạn. Một cái túi hình con heo ha. Wow, rất là xinh xắn luôn. Thì cái túi này không giới hạn nha, cho nên chúng ta có thể đào bất cứ khi nào chúng ta chán thì chúng ta có thể về bán thôi. Ok, để coi nhiệm vụ đây là gì đây. 800 quick từ cái ngôi nhà màu vàng. Nhà màu vàng đâu nhỉ? Cái này đúng không? À, nhà màu vàng đây. À đúng rồi các bạn. Đó, bây giờ cái túi mình không giới hạn rồi, cái việc sức chứa mình là không còn vấn đề nữa ha. Rồi xong ha. Rồi từ 600 quyết từ của nhà màu cam. À nhà màu cam bên kia lận. Oh wow, nó sao quá. Nó múc bên kia luôn bạn ơi. Thôi thì tranh thủ mình đi ngang qua những cánh đồng này thì mình vơ được bao nhiêu mình vơ ha. Cứ vơ thôi. Ok, nhảy qua đây đi. Lội nước các bạn. Ở những cái cánh đồng thì thường có những cái hồ ha, những cái mương để tưới tiêu. Rồi 800. Thằng Steve này là như nó đứng ngay chỗ chỗ nào ta, như cái chỗ đi lên thì phải. Ok. Từ Red Farm House các bạn ơi, 400 ha. Red Farm House như là cái nhà ở dưới cùng luôn. Đúng rồi, cái nhà ở khu vực thứ nhất nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ farm được 100.000 tiền ha, để mình có thể mua được cái mower đó, cái xe máy cày đầu tiên của mình. Hello, đây là nhiệm vụ thứ 6 rồi. Nói chuyện nào, thank you. Mình nhận được 1.000 tiền các bạn. Rồi nó kêu mình là 2.500 bit à. Sử dụng một cái medium silo backpack. Như mình có không ta? Mình cứ thu hoạch 2.500 đi. Thiệt ra thì tựa game này nó không có nhiều cánh đồng đâu, nó chỉ có một vài cánh đồng thôi. Nhưng mà nó có nhiều lối lên các bạn. Nếu các bạn mà chưa mở được khu vực này thì bạn phải đi cái đường kia rất là xa ha. Double silo, medium silo, ôi. Cái này hình như là 7.500 tiền. Wow. Wow, mình chưa mua các bạn ơi. Ủa? What? À quên, phải bán các bạn. Quên ha. Tại vì cái túi mình không đáy cho nên khi mình đổ một cái ba lô khác thì mình phải bán. Múc múc. Đó,
bán tiếp. Thì cái này cũng có giới hạn 5 giây nha các bạn, chứ không phải muốn bán nó bán đâu. Ok, chắc nó không kêu mình sử dụng cái gì đâu, bây giờ mình sẽ đổi lại cái ba lô của mình. Infinite Backpack, một chú heo đỏ đỏ sẽ xinh. Phải cày lên 100 ngàn tiền các bạn ơi, để chúng ta có thể mua được cái xe mover ha. Còn những xe tiếp theo là 500 ngàn với lại 2 triệu mấy rồi. Ok, gì đây? Orange Farmhouse, 3.000 lúa mì. Các bạn cứ quy đổi tương đương ha, 100.000 quýt chúng ta được 100.000 tiền. Bởi vì một cái lúa mì trong đây chỉ có 1 tiền thôi, rất là ít luôn. Và hình như có một cái game pass để nhân 2 các bạn. Nhân 2 cũng phải nhân 2 tiền nữa, nhân 2 là nhân 2 khả năng thu hoạch ha. Ví dụ như cái bộ cạo của mình là 120, thì mình mua game pass đó. Game pass nào ta? Cái này nè, Double the Harvest ha, nhân 2 sát thương thì mình sẽ nhận được là 240 sát thương các bạn. Thì cái bộ cào này không phải là cái mạnh nhất nha, ở trên những cái shop kia nó còn những công cụ mạnh hơn rất là nhiều. Nó chỉ là mạnh tương đương thôi, chứ những ai mà mới bắt đầu vào game á thì mạnh thôi. Thì trong tựa game này vừa cập nhật một cái nơi mới, một cái construction mới các bạn. Như bạn thấy những video trước á thì cái nơi nè, chỗ cái phương tiện này nè, nó chưa xây xong ha. Rồi tiếp nhiệm vụ coi. Mình tới nhiệm vụ thứ 9 rồi. Và có một cái chỗ mới gần đây nó mới under construction nữa. Là ở đâu ta? Hình như là... à bên kia kìa. Đó, cái chỗ vàng vàng có cái cột đưa lên các bạn. Nó là một cái công trình mới ha. Và Seniac là YouTuber ha, là những cái người mà phát hành ra game này nè. Họ nói là các bạn hãy đoán xem ở bên đó là cái gì ha. Và mình nghĩ theo một cái mô típ quen thuộc của những người game simulator thì bên đó là cái con pet các bạn. Con pet chúng ta có những con heo nè, con bò nè, nếu mà là nông trại ha. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đi xuống cái nhà màu đỏ, là cái nơi chúng ta xuất phát ha, trước mặt mình luôn. Và vẫn theo một cái cách quen thuộc là vừa chạy vừa farm thôi các bạn. Ờ ha, mình quên nhiệm vụ con nhỏ kia, quên ha, từ từ. Nhiệm vụ con nhỏ này là tên gì ta? Emily, no. Con nhỏ này nó màu đỏ đó các bạn ơi, cái màu đỏ ha, tức là chúng ta phải sở hữu được phương tiện rồi thì chúng ta mới làm được nhiệm vụ ha. Còn những cái đứa màu vàng á, nó sáng đèn như thế này nè, thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ nhận trực tiếp luôn. Bây giờ là 2.000 quýt từ nhà màu cam và nhà màu đỏ. Lại nhà màu đỏ nữa. Trong đây có chứa vàng hay gì ta? Ăn gian nhảy xuống nhà màu xanh. Bữa qua đây. Đó bên kia các bạn, under construction ha. Cái nhà bên đó đó, mình chắc là pet rồi. Rồi trả nhiệm vụ nào. Hello Steve, đây là nhiệm vụ thứ 10 rồi. Lên rank chưa ta? Tiếp coi. 5.000 lúa mì à, easy. Hình như 100.000 là mình có một cái rank mới. Hiện tại mình là rank Grubber ha các bạn ha. Wow, đang đào thì mình lên một cái rank mới các bạn. Yay. Bây giờ mình có thể lên một khu vực mới à. Có thể có một cái fruit à, trái cây à. Cái gì vậy? Là sao? Là sao ta? À bên đây, ok từ từ. Bán đi, 80.000 tiền rồi ha. Mình có một cái rank là Legend. Wow, khu vực này mới nè các bạn. Wow, khu vực này là có một nhà thanh lá cây ha. Trái cây luôn. Trái cây làm gì đây? Nhiệm vụ hả? Ý? Potato, à. Cái này là một cái nơi bán ba lô mới các bạn. Sức chứa 4.000 ha, chuối là 6.000. Cà rốt là 8.000. Cái gì đây? Trái táo các bạn, 10.000 ha. Cây nấm là 25.000. Trái dâu là 50.000, 2 triệu rưỡi tiền. Trái này trái dứa ha, 100.000, 5 triệu tiền. Ok. Mình tưởng cái gì, trời ơi. Ok, cứ tiếp tục công việc của mình thôi. Bên đây có NPC không ta? Ô, có nè. We, có NPC nè. Hello Adam. Hi Farmer, tôi là Adam. Và chào mừng bạn đến với một thành phố nhỏ, một thị trấn nhỏ ha. Tôi sẽ trả bạn 5.000 tiền nếu bạn cho tôi 20.000 quýt. Ok. Tưởng gì chứ 20.000 quýt là easy. Nhưng mà nó kêu mình sẽ hỗ một cái flow tool. Flow tool là cái gì? Lạ ta. Flow tool là giống một cái công cụ gì đó ở trên cái shop cũ rồi. Ok, như bạn thấy thì mình sắp được 20.000 tiền rồi, 19.000 rồi. Wow, cánh đồng này nó bị phá nát luôn các bạn. Bởi cái golden hoe ha. 20.000 tiền. Ta-tan, bán. Yo, chúng ta có 101.000 tiền rồi. Ở đường này đi được không ta? Chỗ đó không cho mình qua luôn. À, qua được rồi. Tưởng không cho qua chứ. Trong đây mình có chỗ nào chưa phá đảo không nhỉ? À, còn một cái trên kia các bạn ơi. Cái trên kia nó yêu cầu mình là 250.000 quýt ha. Wow, đây nè, khu vực mới bên đây nè. Nó nằm ở
Nó kiểu như một cái ốc đảo các bạn, xung quanh là nước ha, có một cái rừng táo bên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua cái xe máy cày nào. Chúng ta sẽ mua một cái mover các bạn ơi, tốc độ di chuyển là 2 ha, khá là chậm ấy. Collection là 80 cũng khá là nhiều ha, và sức chứa là 4.000. Baton. Oh, đây là xe máy cày của mình này. Cái gì vậy? What the hell? Mấy thanh niên này. Làm sao mình lên được ta? Cái chỗ ngồi nằm đâu ta? À đây. Rồi. Cái chỗ ngồi nằm khá là xa các bạn. Vậy sao mà lái trời. Rồi ha. Thì nó sẽ kêu mình là 10.000 lúa mì từ chiếc xe này. Chắc mình đi vô cánh đồng này quá. Rồi ha. Vô đây ha. Oh, mình không ngờ lít chuột luôn các bạn ơi. Mình hoàn toàn buông chuột luôn ha. Và nó sẽ không ảnh hưởng gì tới ba lô của mình hết. Cứ chạy vòng vòng thôi. Whee, cũng khá là nhanh chứ bộ. Đó. Chắc cái này là cái lỗi ha. Nó giống như từ game là xe break á. Khi mà các bạn lái xe á, thì những cái đứa mà đu theo sau á, thì nó sẽ bị bay theo chiếc xe ha. Hiện tại á, trong server chỉ có mình là 100.000 thôi. What the hell. Ây da. Khó đấy mấy thanh niên này. Mình sẽ đi qua đây ha. Chúng ta sẽ chứng tỏ xem qua được hay không. Không qua được rồi. Yay. Wow, không qua được rồi. Đó. Nhưng mà những người không đủ số lượng biết yêu cầu thì họ sẽ không qua được cái bên đây ha. Ok, thì trong video này mình cũng đã sở hữu được chiếc xe máy cày đầu tiên ha. Một chiếc xe máy cày màu xanh lá chuối các bạn ơi. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này ha. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.